sẽ diễu bình, diễu hành kỷ niệm 50 năm, giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Chiều ngày 12 tháng 8, Ban chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023 đến năm 2025. Làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về chuẩn bị kỷ niệm 50 năm, ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 30 tháng 4 năm 2025. Thường trực Ban Bí Thư Lương Cường cho biết, Ban tuyên giáo Trung ương đã có hướng dẫn về tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong ba năm 2023 đến năm 2025. Trong đó có ba sự kiện rất lớn là kỷ niệm 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ đã được tổ chức, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 80 năm ngày cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo công tác chuẩn bị cho đợt kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, sẽ có diễu binh, diễu hành trong lễ kỷ niệm, trong đó diễu binh gồm 34 khối của lực lượng vũ trang, diễu hành có 11 khối. Tổng số người tham gia diễu binh, diễu hành là 11.220 người. Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, phát động phong trào thi đua yêu nước. Ban chỉ đạo đề nghị thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đề án tổng thể, các hoạt động kỷ niệm hoàn thành trong tháng 8 các cơ quan đơn vị tập trung chuẩn bị tổ chức thật tốt hoạt động kỷ niệm trọng tâm là cấp trung ương